1 cộng 1 dấu cấu trúc bằng chọn sẽ tính ra cho chúng ta luôn. Xin chào Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học về Text Interpolation trong Angular. Text Interpolation sẽ giúp chúng ta truyền các biến, các dữ liệu động từ file TF lên trên HTML. Để học thì tôi sẽ tạo ra 3 biến có kiểu là string C1, C2, C3 và gắn giá trị cho nó. Tiếp đến thì trong file HTML ta sẽ gọi biến bằng cấu trúc hai dấu ngoặc nhọn, sau đấy là tên biến. Từ đó ta sẽ dùng C1. Các bạn có thể thấy là đã gọi biến lên trên HTML rồi. Tiếp đến ta sẽ gọi biến C2. Các bạn có thể thấy là nó cũng đã gọi và C3 luôn. Cấu trúc hai ngoặc nhọn này còn có thể sử dụng với các toán tử. Chúng ta hãy cùng đi với ví dụ về toán tử ở trong Component C2. Trong C2.Component.TS tôi sẽ tạo thêm một biến. Ta sẽ trực tiếp viết luôn ở trên này. Tôi sẽ tạo thêm một thẻ P mới. Số liền sau số 1 là tôi sẽ dùng cấu trúc ngoặc nhọn. Lỗi rồi, đây là phải là 1 cộng 1 dấu cấu trúc ngoặc nhọn sẽ tính ra cho chúng ta luôn. Tiếp đến thì ta sẽ truyền một hàm vào. Cấu trúc dấu ngoặc nhọn này cũng cho phép ta gọi hàm. Tôi sẽ tạo ra một hàm có tên là lấy giá trị và trả về là 1 cộng 1. Ở trong HTML thì tôi sẽ gọi hàm này. Tôi sẽ tạo ra một thẻ P mới. Và giá trị trong thẻ P sẽ là số liền sau của 1, không phải là. Tôi sẽ lấy 1 cộng 1 và cộng với hàm chúng ta vừa tạo. Hàm lấy giá trị. Các bạn có thể thấy là 4. Giá trị của nó sẽ là 4. Số lần sau của 1 không phải là 4. Tiếp đến thì ta sẽ gọi text trong mảng vào c3.component.ts. Ta sẽ khai báo một mảng. Phần tử đầu tiên là xin chào. Phần tử thứ hai là hello. Tiếp đến thì tôi sẽ tạo một biến chào. Giá trị là konnichiwa. Các bạn sẽ hiểu được cách sử dụng thông qua ví dụ. Ở trong C3 HTML tôi sẽ khai báo một thẻ UL, bên trong là một thẻ LI và sẽ dùng cấu trúc để
gọi vòng lặp trong Angular, đấy là ng4 bằng let let chào up xin chào, và ta sẽ gọi ra giá trị của chào bằng cặp ngoặc nhọn. Có lỗi rồi. Rồi đây là do ta lại thêm value vào. Ta bỏ đi thì nó sẽ hiện xin chào và hello. Nó sẽ không hiện biến chào nằm ngoài mảng, không hiện konnichiwa. Còn nếu ta chấm value ở đây thì ở mảng thì ta cũng phải khai báo value ở đây. Ta phải cho một ngọn ở đầu. Như vậy là mảng xin chào và value là một phần tử trong mảng. Như vậy thì cũng sẽ hiện lên thôi. Chào chấm value ở đây. Hiện lên rồi. Ngoài ra, tag interpolation trong Angular còn thể hiện qua các toán tử cộng, bằng, trừ bằng, các toán tử new, tileup hoặc instantup, các chuỗi biểu thức với dấu chấm phẩy hoặc phẩy, các toán tử tăng, giảm, cộng cộng và trừ trừ, và một số toán tử khác của ES2015. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.